Ê, chúc mừng em có mới vui vẻ nha, có code đó. Chào các bạn đã trở lại với channel của mình là Crazy Learn đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một số cái code ở trong Blockfeed hay còn gọi là Blockfeed, với cái tên cũ của nó là Blockfeed vẫn còn hoạt động được cho đến cái lúc này nha các bạn. Thì dạo này cái channel mình dead quá, mình đã cố gắng làm về một số game nổi tiếng như là Jailbreak để cứu channel của mình, nhưng mà nó cũng đéo cứu được sau cái thảm họa Ninja Legend các bạn. Mình không biết tại sao, nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ cố gắng làm lại tất cả. Thì đầu tiên cái code đầu tiên đó chính là Tấn Tài Gaming các bạn, một YouTuber về Blockfeed khá nổi tiếng của chúng ta ha. Có cả Strangely nữa, nhưng mà Strangely hình như không có code về trong cái này. Mà không sao đây, code đầu tiên là Tấn Tài Gaming Try. Thì chúng ta sẽ được nhân 2 kinh nghiệm trong 15 phút các bạn. Code của Tấn Tài Gaming người Việt Nam của chúng ta quá là dữ đúng không các bạn? Được tới tận nhân 2 kinh nghiệm đúng không các bạn? Đấy. Quá là ngon các bạn thấy không? Code của YouTuber Việt Nam của chúng ta được ưu ái rất là nhiều các bạn, được tới nhân 2 XP đó các bạn. Đấy. Mình quýnh con này mình lấy được nhiều kinh nghiệm hơn nè. Từ mình sắp lên level các bạn, để mình đấy, lên level rồi. Lên được level 8 các bạn. Má level quá cao các bạn ơi. Mình chơi cái game này cũng rất là lâu các bạn, mình cài khoảng không dài là mấy tháng nữa mà mới được có level 8 rồi. Các bạn thấy mình có pro các bạn. Từ đó mình upstart các bạn, quấn cho down các bạn, nhìn farm xong cái nhiệm vụ này mình lên level quá trời rồi. Đấm máy khứa này rất là yếu các bạn, tại vì nó là con máy lúc đầu á, nên nó quýnh mình cũng không có máu cho lắm. Đây đấy, nhân 2. Ok, cái code tiếp theo là của một YouTuber nước ngoài tên là Asiorea nha các bạn. Đấy, đây mình try luôn nha, success. Và chúng ta được nhân 2 kinh nghiệm 15 phút nữa các bạn. mấy thanh niên này được nhân 2 quá trời các bạn. Vậy là kể cả YouTuber nước ngoài cũng được nhân 2 ha. Có tiếp theo là sub for đại rock các bạn, lại nhân 2 level tiếp các bạn. Mình nhân 2 level gần được 1 tiếng luôn rồi đó các bạn. Rồi, và có tiếp theo đó chính là food 10. Try. Lần này được gì đây? Ồ, cái lần này mình cũng không biết được gì nữa các bạn, kệ đi. Và cái con tiếp theo đó chính là Straw Hat Man. Đấy, mũ rơm nhưng mà ở phe hải quân các bạn. Đó, chúng ta đợi được một thêm 15 phút nhân kinh nghiệm các bạn. Ok, mình sẽ cố gắng farm hết 15. Mình cố gắng farm hết 57 phút này coi nó có được nhiều level các bạn. Nói chứ mình cũng không muốn chơi game Blockfeed các bạn. Nói chung mình mượn ngạc nghe mình chơi thôi. Nếu Blockfeed mình cũng không có chơi nhiều, tại vì mình không có thời gian rảnh đi cài Blockfeed các bạn. Mình dành mình cài mấy cái game kia, tại vì giờ này mình cũng lười cài mấy game cài đó các bạn. Kiểu như mình cài Rogue xong cái giờ bắt đầu mình chán mấy cái game này đó, không có hứng thú với mấy game cài cuốc kiểu này. Thì đó là 5 cái code mà tới giờ mình biết vẫn còn hoạt động nha. Nếu như còn cái code nào nữa thì các bạn hãy cứ tự nhiên comment ở phía dưới để cho các bạn khác biết ha. Thì ok, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.